Xin chào tất cả mọi người ha. Hôm nay anh em mình đổi gió chút xíu nha mọi người. Hôm nay em có một chiếc đồng hồ smartwatch, gọi là đồng hồ đời mới bây giờ, đồng hồ thông minh ha mọi người. Nó kết nối với điện thoại và nó có rất là nhiều tính năng. Và pin của nó cũng rất là ok ha. Pin nó xài có thể tầm 10 ngày đến 15 ngày tùy theo chúng ta cường độ sử dụng, và nó có pin pin là pin sạc nên mọi người chỉ xài 10 đến 15 ngày rồi mình sạc thôi, sạc khoảng 2 tiếng là đầy. Thì ngày mai em sẽ lên cái clip những chiếc đồng hồ truyền thống của mình, những chiếc đồng hồ cổ cổ, đồng hồ truyền thống cho mọi người nha. Hôm nay lên cái này trước đi ha, tối em mới lên rồi sáng mai mới up, rồi em lên chiếc đồng hồ này trước. Thì hộp ngoài của nó ha, hộp ngoài của nó là rất là đẹp ha mọi người, đóng gói rất chỉnh chu. Chiếc đồng hồ này đến từ hãng Xiaomi ha mọi người, Xiaomi. Cái này em mua trong thế giới di động cho người nhà dùng, để cho đo, người ta đo nhịp chi tim nè, rồi huyết áp, đo không đo được huyết áp quên, đo được nhịp tim, đo được độ stress, đo được giấc ngủ ha mọi người. Ở đây có một số thông tin cơ bản của em nó, như là màn hình ha, màn hình 1,55 inch, màn hình màu, chế độ phân giải là HD ha, có trên 100 chế độ luyện tập ha mọi người, như là chạy bộ, đi bộ đường dài, bơi ngoài trời, bơi trong nhà, tập gym, hít đất, đạp xe đạp, rất là nhiều ha mọi người. Và nó có cái chức năng là GPS, có nghĩa là định vị. Tiếp theo là chức năng SPO2, có nghĩa là đo nồng độ oxy trong máu ha mọi người. Long battery, có nghĩa là thời gian sử dụng pin rất là dài. Và điều đặc biệt nữa là nó chống nước ha mọi người, chống nước 50m. Thì chống nước 50m thì chúng ta mới đem đi đeo đi bơi được ha. Rồi, chống nước rất là tốt luôn ha. Bên trong là nhân vật chính của chúng ta nha. Bên trong này nó có thêm một cái mã QR code nè. Giá em này em bán là 700.000 nha. Quên nữa. Để em ghi giá luôn mọi người. Lúc mua trong thế giới động là 1.2 triệu. Bây giờ là bán là 700.000. Đúng là đồ điện tử rất là mau mất giá ha mọi người. Rồi em ghi ở đây là 700.000 cho mọi người thấy ha. Thì nó được bảo hành là 12 tháng ở cửa hàng Thế Giới Động, và em mua hồi tháng 6 thì nó còn bảo hành tới tháng 6 năm 2023 ha. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Em lấy ra luôn nha. Cảm ứng rất là nhạy ha mọi người. Mọi chức năng đều hoạt động hoàn hảo hết. Ở đây nó có là sáng giờ em có đeo, thì cái này nó đo là cái này hàm lượng calori chúng ta đã tiêu thụ nè. Đâu rồi? Lượng calori chúng ta tiêu thụ này, số bước chân trong ngày. Đó. Đầu tiên mình đi vào thiết kế đi ha. Thiết kế em này là có thiết kế vuông vức. Kính là kính cường lực ha mọi người. Đây kính cường lực nha. Trời ơi, càng lao càng dơ vậy. Cái khăn nó dơ. Làm cái khăn dính keo với mất thời gian thế ghê. Ngoại hình em nó rất là mới ha mọi người, chỉ mới trên 95% nha. Vỏ ngoài của em nó là bằng nhựa, kính là kính cường lực, dây là dây cao su ha mọi người, rất là mềm. Size của em nó là ngang là 35, dọc là 41, thì nó tương đương với đồng hồ khoảng tay 38-39 ha mọi người. Tay em là 15.5 thì lên tay như thế này. Đó. Thiết kế của nó vuông cạnh. Bên hông nó có một cái phím vật lý, phím này là như phím tắt mở luôn. Và nó có chức năng là đưa cổ tay lên để bật.
phía dưới này chúng ta sẽ có cái cảm biến nha mọi người, đo nhịp tim. Nè, khi chúng ta bấm vô đo thì nó sẽ cảm biến nó bắt đầu chạy. Tên của em nó là Realme Watch Highlight ha mọi người. Trong này thì có rất nhiều tính năng nè. Vô phần menu ha. 100 chế độ luyện tập nằm đây nè. Chạy bộ ngoài trời, đi bộ, đi đồ trong phòng, chạy đường dài, chạy việt dã, đạp xe. Xe điện tập bơi ha. Anh em nào có chơi thể thao môn nào thì nó sẽ cập nhật cho đây hết. Rồi tiếp theo, hàm lượng calo tiêu thụ nè, đo nhịp tim mọi người biết rồi ha, nồng độ oxy trong máu nè, giấc ngủ nè. Khi chúng ta đeo ngủ thì nó sẽ đo được cái này stress nè mọi người, này là hít thở ha, cái này chu kỳ kinh nguyệt, trời, cái này để dành cho mấy chị, có rất nhiều tính năng ha anh. Rồi 600.000, bên trong hộp của nó thì có số một số thông tin ha mọi người, thông tin nằm phía sau, bên trong hộp nó thì còn một số, nó sẽ còn dây sạc, em này sạc 500 ha, sạc tự tính, thì mọi người để lên đây là sạc thôi, nó sẽ tự hít vào. Nó sẽ tự hít vào như vậy ha, rất là chắc, sạc khoảng 2 tiếng là đầy và xài được từ 10 ngày đến 15 ngày ha mấy anh. Bên trong này nó sẽ có thêm sách hướng dẫn sử dụng nè, rồi và có cái phiếu mua hàng ở Thế Di Động, thì mọi người cái phiếu này chúng ta sẽ có hiệu lực bảo hành là 12 tháng luôn ha. Thì máy mua năm ngày 5 tháng 6 thì tới ngày 5 tháng 6 năm 2023 thì mới hết bảo hành. Đây giá mua trước đây, em bán bây giờ em bán lại là giá 700 ha mọi người, 700. Bên trong sẽ có cuốn sách hướng dẫn sử dụng cho mọi người, đầy đủ thông tin luôn. Anh em nào mua và trải nghiệm cái mới cũng rất là hay ha. Giá rất là dễ tiếp cận người dùng. Rồi 700 ha mọi người, xin cảm ơn mọi người và ngày mai gặp lại mọi người với các clip đồng hồ truyền thống ạ.